Hi everybody, I just test my bread. It is so crunchy and delicious. And those people who like butter, just put like butter on it and it's perfect. It's good with everything. Oh my God, it's so good. So please, I do have YouTube channel. So please help subscribe, like, and share. អរគុណច្រើន. Bye-bye. ឡូជាជម្រាបសួរ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិធីលាយនំប៉័ងចាម្សៅលាយនំប៉័ងចាអូខេលោកមុនខ្ញុំបានបង្ហាញតែនំប៉័ងធ្វើទៅស្រួយឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបានប្រាប់ detail ថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដាក់អីខ្លះដើម្បីឲ្យបានคล้ายទៅជានំប៉័ងអញ្ចឹងចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញនេះជាម្សៅដែលខ្ញុំប្រើនំធ្វើនំប៉័ងគឺគេដាក់ bread flour ចាប្រើម៉ាក់ហ្នឹងអូខេខ្ញុំប្រើម៉ាក់ហ្នឹងហើយទៅយើងត្រូវការមួយមុខទៀតហ្នឹងគឺអំបិលចាបាល់នឹង kosher salt អាហ្នឹងយើងត្រូវការហ្នឹងហើយទៅម្សៅហ្នឹងយើងត្រូវការ700 g ហ្នឹងវាស្មើនឹង3 cups and a quarter something like that okay so you just use your measurement 700 gram that's what you need your bread flour ហើយចាំមើលខ្ញុំដាក់ចូលឲ្យមើលហើយបើយើងអត់ដឹងថា convert 700 gram ហ្នឹងយើងអាចទិញកៅមកវាមានអា measurement វាហ្នឹង it's like 700 it's right over here see I don't know if you can see that so that is equal to about almost 4 cup okay it's almost 4 cup it's like 3.75 okay so that's it's like 3 cup points maybe 0.375 okay so that's how much you need okay you need thisflour to make that bread okay and then the next thing is you're gonna need salt is 1.5 here is one of these and half of that okay so you're gonna do one see and then I think this is a half teaspoon or no this one quarter okay and a little bit more like thatOkay, that's all you need to go in there. And then for water, you're gonna need at least 2.25 cup or less. Okay, so I'm gonna start with 2 cup and you're gonna start adding it a little bit at a time, not all of the water at one time. And then the other stuff you're gonna need is instant yeast, okay? So I'm using this platinum yeast.And you have to look at the little sign where it say instant. So make sure it say instant yeast that you can mix it right away into your flour. So this is instant yeast. You need 1 pack, okay? This 1 pack here is equal like 3/4 ounce. So right there. So you're gonna mix that. You need a wooden spoon and you're gonna mix all of that together. I'm gonna show it to you how I do it. See, just like that. Okay. Make sure you mix those 3 things very well before you add water because you want all of the salts and instant yeast well mixed into your flour so that they don't stay in one place.អញ្ចឹងលាយវាឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យគ្រឿងអំបិលហើយនឹងមេធ្វើឲ្យនំប៉័ងនឹងឡើងនឹងឲ្យវាលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វទាំងអស់មុននឹងយើងចាក់ទឹកចាយើងអត់ប្រើដៃទេយើងប្រើតែចុងវែកទេណាអូខេអ្វីដែលហៅថាប្រើចុងវែកខ្ញុំនឹងប្រាប់វែកយើងអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកមកអូខេយើងចាក់ទឹកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកុំចាក់ខ្លាំងពេក so you add your water a little bit at a timeAnd then you just start stoving it like this. And this flour is gonna mold into a little lump. ចឹងពេលយើងកូរទៅម្សៅហ្នឹងវាជាប់នេះដុំហើយទៅយើង continue ទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង start doing it. You just watch it, okay? ស្រួលធ្វើទេនំប៉័ងនេះណាពិបាកគឺពិបាកត្រង់តែយើងរងចាំដូចថាឲ្យម្សៅវាឡើងអញ្ចឹងយើងចាំ30នាទីទៅ40នាទីពីព្រោះអីយើងចង់ឲ្យមេនំប៉័ងហ្នឹងវាឡើងល្អសិនបានយើងអាចធ្វើការបន្តទៅទៀតណា
hay bà tha dương chong ăn nồm băng nhâm sấy chấm pê là nghệ láng dương lê vi hai tới câu về sọp hay tới giờ đã tư từ cọ tới bật láng mê nồm băng nắng lê ruồi sành hay để dương chong thua đợi bà má thay dương chong ok thua nồm băng tập pi bán này chấm dương do chân mo lệ vi do tập pi đông tới do tới riệp chong đặt tới ruồi kia hay ập xanh tới dương ra vi áp tục vi thua ngày cào ấy. So the idea is for those people who doesn't eat a lot of bread, you only eat one at a time, you can mix this mixture and then leave it in the fridge. So the next morning or the next day, you need to make bread. You just take the amount that need to make one single bread and then you leave the rest wrapped it and put it in the fridge. So that way you don't make a lot of bread and then end up not eat all of them and then they are going to go waste. So you don't want to do that, okay? Because bread doesn't taste good when you have it more than 2-3 days. They tend to get really hard. So that's another part you need to know. You don't have to make bread all at one unless you have a family gather. But if it, you just need just one bread or two bread, just mold into one bread and then bring it out and then bake it. That's it, simple as that. Okay, so I'll show you after 45 minutes later, but you get an idea, but that's how you do it, okay? So I'll show you after I finish everything in about 40 minutes. Thank you so much for watching my show here. So I hope that you go on to my YouTube, help subscribe, like, and share. I really need a lot of people subscribe, like, and share because I'm not doing very well right now. So thank you so much for watching. Have a good one. Bye-bye. Chà, lâu nắng mà sau nắng á, bây giờ dân cô rồi tới cứ về rụ riêng đợi chân à, rồi hay tới cơ dân trời ca vô plastic nắng, crop về chết chà, cơ mọi miền chào châu lắm. Okay, so everybody, this is what you need to do after your dough is completely mixed. You put plastic wrap all around it like that to make sure no air can get in, okay? And then leave it like for 30 minutes and you can see this dough is gonna rise. I don't know how much it's gonna rise up. So we're gonna check in about 30 minutes, okay? So I'll be right back. Dạ, lấy rồi rồi hai anh chẳng đau tê là cả là máu ông cao tiết á. Nhâm nâng bằng hai anh mơ ta mà sao nâng về làng bàn đó cầm rạch nà chà. Ô con chà ơn. Dạ, xưa đây là lấy cả là máu ông nâng cả là máu đó có sai sắp răm nở tì chiêng nâng á. Tâu cả lõng phật mà hai lấy khi nhâm nâng bằng hai anh thà ta nông băng mà sao nông băng khi nhâm nâng về rise up đau tê nà chà. Chẳng mơ tự ngọt khá nè chà. Cái tết nhâm do tờ crop á, nhâm do tờ crop về tục ở họp chẳng á. Ok, nhâm thua pi chan chà. Sơ ní chan lực tì muối, ok. Được nhâm than chẳng bê là dân thua á, dân tục nông tư tờ cọ khởi như lộn. It rise up like so much, a lot of air in here, ok. Chà mơ là sừng khâm thả mơ ở chợ ba. Hay tới dương thớ bà ốc bà má tha dương do tờ thơ nồng băng á nấu bên ấy dương mà toàn ai cho tờ thơ nồng băng bàn thế sao mà dương trâu sọc oi e đang chảnh. Oh, hello everybody, this is my dough and the flour or the dough have rise up to the top. You can see that look like a lot of air forming, so you take your wooden spoon and push all the air down. You can do that or just kind of whip it around. Okay, chẳng những do vậy, chẳng cố đảm bảo cho để mê để việc lại ứng nắng á, ở việc chân nhỏ, okay, khơi như nè, lo mạnh tay khơi như chẳng cố ở cho lưng việc chân bị khnông nắng á. Nên khi em tục more than 40 minutes khi mà lại tăng quỳ mờ này mờ nu tứ, bàn tập lập mờ mờ về với nhé, chà. Hay thả chong
ta trâu thơ mách nấu bê lì, ok. Nấu bê lì, mà dương trâu mâu về tơ mà đông mà bà dương chập đám thơ nông bắn, dương trâu riêng chồng với đạm mà đông bây giờ bà mà thà ní. Ní vì ai divide into like six lobe right here, ok. Chẳng tới nhầm tích tiện nhầm nằm bằng hai người ta trâu thơ mạnh, ok. So I'm gonna show you how I mold it into a little piece. So this amount of flour make into six baguettes. Okay. So I'm gonna put that aside because I made two separate bowl. I don't know why I did that, but I start off with showing you guys on this bowl. Look. See, look how the dough have rise so much, and these are a lot of air, so you can just like use your spoon and turn it around, stove it until all the air come out. So what I'm gonna do is I'm gonna combine these two together, okay, so I don't have to work two different bowls. Lúc nhóm lấy về chỗ từ tầng pí, ok. Lấy nằm băng lên chỗ từ tầng pí mà sao bạc kẹt lắm. Lấy về chỗ từ tầng ổn chân tư. Hay tư nhóm nâng do về đã chỗ từ khăn chán túc nó khăn tư tự cỏ. Rồi ấy nhóm make only one bread today just to show you guys how I make bread, ok. So I wanted to mix all of these so that they can go in all in one lumps. Thế khi nhóm bằng hai thì ta trâu thử dạng mạch tích tiệt, ok. Lâu nâng dương cơ nào cầu với chỗ này là sọp một chân á. Ok, tích tiệt nhóm nâng bạp ta trâu thử dạng nà. Rồi khi nhóm chọn thơ nông băng ta mùi ấy, tầng ọ nâng khi nhóm tục nông tu tự cọ tầng ọ chà. This is a smaller bowl, so I'm gonna pour everything into this small bowl so it doesn't take a lot of space in my refrigerator. Okay, mà sau tiếng này ha, dân đã không tu tập cọ tục ăn khôi tê trà, dân tục là mà tất chưa cọ khôi tê trà. Okay, tay tiếc nhom đang bằng hai, tay nhom râu là sau này thời gian mặt tiệt. Okay, chăm phết dần. Okay, I hope you can see this. Lâu nãy khi nhom chập ra mà đạm sau nơi lơ counter top trắng á, mà đã về nơi lớn nâng đầm bay của mọi việc chuộng cái này, ok, anh chẳng nhầm là instead là thơ muối, nhầm nhầm thơ pi chà khánh tế mà sao dân đại dương ròn trăm mà nhấn. Còn ta phê là dân thơ đây dân chuộm chẳng ạ, ở đây dân dân dò mà sao nắng á, sao nắng mà đạ lên chẳng ạ, thế đạ lên chẳng tới dân có rô nông băng dân năng chẳng
Bong giờ sẽ đây tập bài nước nhầm tệ nhầm cặp nên tệ cả đám. Dương mua là vì men rượu riêng chẳng á. Rồi hay dương dò cái bật something like this. Cut we make sure you divide in half, okay? Chẳng dương dò cái cặp bẹ cái đào. Thưa mấy ơi, về thằng thay về ở smart kia. Vì pru ấy tam thăm mà đá dương ọt miền chinh dương thua ở vầy để dương ải thua bàn hay tới dương dương dò đại dương mua thôi nhỉ, okay? Dương mua về đôi nôm lục khai vậy tới nó. Vài viên chân tứ chân dân chân ở vậy đại dân cái bông tạch thua ní cứ thời dân chân chụp bạch ôi mà sao năng vì chân chân là ô chà. So you want to squeeze all the air out, so that's why you keep rolling it like that back and forth. And then you mold it into a little bowl, like a little ball, and make sure they are nice and smooth. Just like that, okay? Thưa mấy ơi, vì là lâu nữa nè. Khơi nhé nè, riêng đội một chân hay tới dương đạc với cháu nè, nâng hai chân phê nè tí tiết bàn chân ai dù về tự thua chìa đông nồng bằng. And you do the same thing to this one. Just keep rolling it like that. Khánh về láng sát lõ nó nè. Ok. Dương cron là tha, dương bót á, khánh bê là dương lê mà sao nó lõ, khánh về chân mà sạm chăng ấy. Chăng là về là lôn chăng ấy, ok. À, mà là lôn chăng hay tới dương đạn nó lấy nè. Đạn nó ở trên ngay cái nền tích á, nó bê là về láng á, bong bộ nâng khơi nhà chờ lõ hắn đi được thư em chết á, nó bê phê nè ti tiết á, viên nâng vì nó rịnh chất là xăng tại chuộc nè. Chẳng dương tục đội là biếp nếp hai chứ mà phê là ti tiện bàn dương tự lọc màu vinh màu thơ rô về khai tới chìa rụ riêng nông bằng chà, ok, tại tiện chăm chuộc nè. Chà, hãy tư ní chìa vây đại dương trâu ca nâu bê là dương đọt nông bằng nâng chà dương trâu ca rectangular size đàm bê dương đặc tực, ok, đặc tực vì chất bình nhé ná, đặt nấu khăn ông ồ và nâng hay tới dương trâu ca thác mùi chả thác mùi đi một nâng dương đạn nông băng dương dương spray pem rưu gò khăn chẳng chút ở viên nâng đàm bay nông băng dương ọt chọp, ok dương pra nâng rồi hay tới dương trâu ca one bottle spray, you know, sprayer đàm bay dương banh tực tờ lơ nông băng dương chả. Okay, so these are the equipment tools that you need in order to bake your bread. Okay, chẳng everybody, you need these are the tools. Make sure you have these. Okay, if you don't have it, use something that substitute to make it work. Okay, so need chia là bỏ để dùng tra ca nấu bê là dùng đợt nồng bằng dùng trà mà dùng ăn miên là như thế miên sấy sen tiết dùng thôi từ ta mà bây là dùng miên đó nữa. Okay, chạm tiết tiết nhằm nâng bằng hai tra thời chẳng nà. Ok, nơi bê lý á, dương đạ tất nơi trắng rồi hai tới giờ tự đạ nơi khăn ông oven nâng bác oven nâng cho và hai chị đọc từ một phần là tì bị rủi dương trời ca mà sao để dương mua khai từ chị nông băng dương nâng dương rượp chồng về hai nơi bê là một phần là tì cái đó dương nâng rô về khai từ chị nông băng bà kẹt nâng bàn dương cho tự đọt bàn chân nơi bê là dương rong chạm nâng dương đạ oven dương đọt tớ dương đốt nơ 450 degree, okay, for about a good 20 to 25 minutes. That's how long you're gonna need. Yeah, nhóm tập mô bên hai mà pay nè tí cái lòng phát tư hai chẳng dân mà mơ là nùng dân nâng ta làng của bà nà tám thăm mà đá cái đã lần lòng cơ bàn tay nhóm just gonna mà vô bê bà liệt tập bà nàng bà này bởi vì take too much time, okay, lỡ mơ là khơi thế à lại nhé vì là màu lượng muốn is like almost 2.5 inch lớn like only 1.5 so we're lying, okay,
Làng chanh màu hói anh chẳng nấu bê lắng á, dương trâu mold it into a bread shape, a bucket shape, and then line it up in here and wait for another 20 minutes. So I'm gonna do one at a time. Take this out and then move this over here so it's not in my way. So dương take mà dương tiền về chẳng mất á, okay, tiền hay dương dương chân ban thông của bà na thông của vậy na ấy chân tơ tam là ca dương châu chất á hay tới dương luôn nhờ ban ở xa bấm phật là dương ai thuê tự ban đó nè thế bị pro ấy mà sao nó ngầm về tuần lọ nó khởi nhớ nè ok chân tới dương mẹ chưa về có mọi thông bê tội bê nó ok bà năng hay tới dương lớp đạn nơi baking sheet dương á dương cơ đã vì nó tụi ơi mà sao lao á mình đang khơi nhỏ đây nè lấy nè right here okay so I'm gonna put it in here hay tới dương chăm ơi vì lao mà cái tiết bàn dương à do về tự bake bàn okay chẳng dương thơ và to tự tiện khơi nhé mình tự bóng dương chặt về chân màu okay dương mu về chỗ nè chẳng hay tự bật về chỗ chả xí mu mũi tiết bật về chỗ hay tới bàn dương chặt và đam về rồi chẳng okay. So this is how I mold it into a French baguette. You just see how I fold it. And then you just shape the best possible way you can shape. And then if the edge doesn't look right, use your hand and just kind of like make sure you smooth the edge out so that all the air coming out. And keep rolling it. Okay, thơ được biệp nâng đôi tạc nhầm phần 2 nhờ lượng tìm môn chân á, rồi hả dương đặt đưa cái lấy nồng băng baking sheet này, wait for 20 minutes before you can actually transfer onto your baking pan, okay? So just like that, khơi thế nè, chứ bà ăn. Dương đặt với cháu nâng mà phê nửa tỷ, okay? So everybody, you mold it into your bucket shape, and leave it like this for 20 minutes. So at this time, you can turn on your oven and then put that water tray inside the oven and bake it for 450 degree. And then just, you know, 450 degree and just let it set there and you're gonna bake it for about 20 minutes. And I will show you the whole process, okay? So wait for me, I'll be right back. Sửa đây từ lọc màu bình hai mà lỡ một phê này thì hạ bình pass lỡ dương mà mưa ta mà vì lại đó bà bình à ok khuyên thế nè ok nè khuyên thế là bàn bà bình đang hái dương đang transfer on to baking tray ok chẳng nếu chi baking tray nó chẳng dương vô pem nè, ok, dùng spray nè lửa nè đâm bay cái máy với chóp á, bố ế này về mình men non-stick hay tới dương vô paper towel chút về chân tới the shopping tray nè, just like alright everybody, you see how I did it, I spray pem onto my frying pan. And then now I can transfer this bucket onto my baking trays. But before you can do that, let me transfer first, and then I will slit the bread. See how it goes. Off
Okay, so no worry, just reshape it. If it doesn't come up like a perfect shape, okay, just reshape it. Okay. So here, what you're gonna do, take a very thin knife. It must be sharp, and you're gonna slit it. Go one here, one here. You can cut as many as you like. The reason we cut is we wanted the air to come out when it baked, okay? So that was the whole idea. Because this yeast, when it rise, it had air in there. So you wanted to do one perfect cut, okay? I didn't do a good job of that, so. And then before you bake, what you need to do is spray it, okay? Spray water on it. The reason you spray water on is because the oven is nice and hot and you want it to cook slowly. You do not want it to let it cook fast, otherwise it's gonna burn, okay? So I'm going to move the camera over there so that you can see how I put onto the oven. So, hope you can see my oven. Hope you can see my oven. Ooh, it's moved everywhere. So there it is. My water tray is already in there, so within like 8 minutes, I'm gonna come back and spray some more water onto the bucket and then remove the water tray, okay? So wait for the next clip. Hello, bombay neti galong pat tau hai, chang yeung trau mo spray nom pang yeung ma dong tien na, lai cham mo. Hai neu pel ni yeung trau yo tak chen, okay? Tak ni yeung lai trau ka ke ha, chang yeung yo chen. The reason dương cho tất chân nhá, vì pru ấy cao na dương tục tất là nắng nóng băng dương ớt kem lọ thế, lấy dương tray spray tất nư không chực rán dương nắng nư lơ nóng băng nắng mỏng á, just spray everywhere. Okay, that's good enough. Dương spray hay tức cook for about 8 more minutes. Okay, so we come back in 8 minutes. Almost done. Yeah, lâu ní bàn cái lon phật tới hai, lâu dưng non nè mơ nằm băng nâng okay, ta-da. See. Wow. Ooh, cái đào na, look. Ta-da. Khơi tế. Wow, cái đào na, jump, it's cool down, I'll show you. Chà, khởi tế nông băng này là ban chị ăn hay là khi em trai chạ về nơi lơ tray này đàm bày ai về tự chạ chạ ban chị ăn cho nó nhằm ban chẳng nhằm ai về lơ nông sấn. So, chăm bằng tay tiết tự chạ bằng tay tiết khi em nâng cạch ai mơ lâu khế. So, rụng riêng dàng này ai nông băng dương từ chẹt là mòn đường xả là bón mưa hái cha nè nơi cái này cha trong đường cắt coi mớ thế thấy thế nè wow vô lo na thấy nhé nè ok là trong ban là thưa recipe, I'll step by step hai mơ khơi chi ba hai every little detail that I include in this video. So I hope that you share my video and please click subscribe, like and share for me. Okay, thank you. See you next time. Hi everybody, I just test my bread. It is so crunchy and delicious. And those people who like butter, just put like butter on it and it's perfect. It's good with everything. Oh my God, it's so good. So please, I do have YouTube channel. So please
help subscribe, like, and share. Oh, good job. Bye-bye.